Vậy là The Merge, bước ngoặt lịch sử của Ethereum đang dần gần kề hơn bao giờ hết. Đợt nâng cấp này được cho là sẽ giúp cho mạng lưới của Ethereum hoàn thiện hơn khi khắc phục được những nhược điểm còn tồn đọng của mình trước đó. Chúng ta đều biết rằng, song với sự phát triển của Ethereum, các Layer 2 cũng đang ra đời ngày càng nhiều, mục đích cũng nhằm bù đắp những thiếu sót của Ethereum còn đang thiếu. Vậy lúc này, câu hỏi được đặt ra là nếu The Merge diễn ra thành công, các Layer 2 còn thật sự cần thiết hay không? Khi mà giờ đây, các nút thắt trước đó được Ethereum 2.0 giải quyết và chúng ta sẽ cùng tìm hiểu câu trả lời ngay trong video ngày hôm nay nhé. Và để biết rõ câu trả lời nhất, chúng ta sẽ cùng nhau tổng quan ngắn gọn lại một số những thuật ngữ liên quan đến sự kiện này. Tuy nhiên, chúng mình vẫn khuyến khích các bạn nên xem lại chuỗi video nói chi tiết về các Layer 2 cùng The Merge để có cái nhìn chuyên sâu nhất. Các bạn có thể nhấn ở phần gợi ý ở góc bên phải màn hình để cùng xem lại. Đầu tiên là Layer 1 và Ethereum 1.0. Layer 1 thì được hiểu đơn giản là blockchain cơ sở. Có thể hình dung đây chính là nền móng ban đầu để các DApps, ứng dụng phi tập trung xây dựng trên đó. Một số Layer 1 phổ biến hiện nay chúng ta có thể nhắc đến như Ethereum, Near, Solana. Ngoài việc là nền tảng để xây dựng ứng dụng, các Layer 1 cũng có chức năng như lớp dữ liệu có sẵn cho các Layer 2. Và kể từ thời điểm ra mắt cho đến trước thềm The Merge, Ethereum 1.0 vẫn là một Layer 1 với cơ chế đồng thuận Proof of Work, tức là thợ đào phải dùng các GPU để vận hành giải bài toán khối, nhằm nhận về phần thưởng là Ethereum. Tiếp theo là Layer 2 và Ethereum 2.0. Ở hiện tại, do nó tồn tại từ lâu và sở hữu lượng người khổng lồ, cho nên Ethereum 1.0 luôn rơi vào tình trạng nghẽn mạng, dẫn đến gia tăng chi phí giao dịch cực kỳ cao, mặc dù đây là mạng lưới an toàn nhất. Và để giải quyết vấn đề trên, các giải pháp Layer 2 đã ra đời. Và nói chính xác về bản chất, thì Layer 2 là một thuật ngữ chung để mô tả các giải pháp mở rộng quy mô Ethereum ngoài chuỗi, có nghĩa là các giao dịch và tính toán xảy ra ngoài chuỗi chính Ethereum 1.0 giữ cho lớp chuỗi chính không bị tắc nghẽn. Và hiện tại thì Layer 2 bao gồm rất nhiều những giải pháp như Rollup, Validum, Sidechain, State Channel, Plasma. Trong đó thì Rollup được rất nhiều chuyên gia lẫn Vitalik Buterin, tức cha đẻ của Ethereum, đánh giá là giải pháp mang lại hiệu quả tối ưu hơn những giải pháp còn lại. Đó là lý do tại sao các dự án Layer 2 sử dụng Rollup hiện tại như Arbitrum, Optimism, ZK-Sync đều hầu hết chiếm spotlight về mạng Layer 2. Ethereum 2.0 là một bản nâng cấp mạng lưới chính cho Ethereum hiện tại, chuyển sang cơ chế đồng thuận Proof of Stake, được thiết kế để tăng tốc độ trao đổi dữ liệu bằng cách cải thiện hiệu suất của mạng lưới. Ethereum 2.0 sẽ sử dụng mô hình sharding để giải quyết bộ ba bất khả thi của blockchain, đó là bảo mật, khả năng mở rộng mạng lưới và tính phi tập trung. Và để hiểu rõ Ethereum 2.0, chúng ta sẽ cùng phải nắm cơ bản một chút về mô hình sharding. Sharding là quá trình chia nhỏ cơ sở dữ liệu theo chiều ngang để dàn trải việc xử lý dữ liệu trên nhiều phân đoạn khác nhau. Trong bối cảnh mà Ethereum liên tục bị tắc nghẽn, sharding sẽ giảm thiểu điều này và tăng giao dịch mỗi giây bằng cách tạo ra chuỗi mới, được gọi là shard. Và để dễ hình dung thì chúng ta sẽ có một ví dụ như sau. Chúng ta sẽ cùng tưởng tượng là các nguồn dữ liệu là một chiếc xe đang lưu thông trên con đường. Nếu như số lượng xe di chuyển một lúc quá nhiều sẽ chắc chắn gây nên tình trạng tắc nghẽn. Và lúc này, việc phân nhỏ ra nhiều làn đường để điều tiết là một giải pháp hữu hiệu để nhằm tránh kẹt xe, cũng giống như cách tạo ra nhiều phân đoạn shard để nhằm giảm tải dữ liệu. Và như chúng mình đã nói sơ ở phần Layer 2, nhiệm vụ chính của các dự án này là giúp cho lớp Ethereum 1.0 giảm tải tình trạng tắc nghẽn. Vậy nếu như mọi thứ về Ethereum 2.0 diễn ra thành công, sân chơi của các Layer 2 có thật sự kết thúc hay không? Layer 2 có còn cần thiết khi Ethereum hoàn thành Ethereum 2.0? Vitalik Buterin, khi nói chuyện với Banglist Podcast về Ethereum 2.0, đã đề cập rằng phần lớn các shard sẽ làm kho dữ liệu, chỉ một vài shard sẽ thêm khả năng xử lý các hợp đồng thông minh. Điều này có thể tăng tốc độ phân phối, có nghĩa là Layer 2 vẫn là mảnh ghép quan trọng của Ethereum 2.0 tại các khía cạnh như sau. Đầu tiên, đó chính là giảm chi phí mạng và tăng tính mở rộng. Phần lớn mọi người đều có một hiểu lầm rằng The Merge diễn ra thành công sẽ khiến cho phí gas trên Ethereum giảm đi đáng kể. Điều này là hoàn toàn sai. Bởi khi cả Ethereum hoàn thành Ethereum 2.0, thì với nhu cầu dùng mạng cao cùng với nhu cầu hiện tại thì giá gas để trả cho mỗi giao dịch vẫn tiếp tục gia tăng. Tuy nhiên, các giải pháp Layer 2 sẽ đóng gói các giao dịch và xác minh trên chuỗi. Vì thế, càng nhiều giao dịch trên Layer 2 thì chi phí giao dịch càng rẻ, lại do chi phí theo lô được chia đều ra cho các giao dịch đơn lẻ. Vậy thì càng nhiều giao dịch chi phí càng rẻ, nghe khá là ảo đúng không? Tuy nhiên, đây lại là một điều khiến Layer 2 trở thành một phần không thể thiếu với Ethereum. Và để dễ hiểu hơn thì các bạn hãy hình dung rằng
chúng ta có một chuyến tàu xuất phát từ nhà ga và điểm đến đó chính là Ethereum 2.0. Mỗi hành khách trên chuyến tàu lúc này đóng vai trò như một giao dịch trên Layer 2 và chi phí vận hành cho chuyến tàu gần như là cố định. Giả sử tiền vé sẽ được tính bằng tiền vận hành chuyến tàu chia đều cho số hành khách, thì càng nhiều hành khách lên tàu thì số tiền phải trả cho mỗi hành khách sẽ lại càng ít. Mỗi giao dịch trên giải pháp Rollup cũng sẽ tương tự như khách hàng đi tàu, càng nhiều người dùng, chi phí lại càng rẻ. Và đây là lý do mà nhiều người cho rằng nếu triển khai thành công sharding, tốc độ giao dịch trên Ethereum 2.0 có thể đạt đến mức là 100.000 TPS. Đó là cách mà các giải pháp Layer 2 cộng hưởng với Ethereum 2.0. Cùng với công nghệ sharding, Layer 2 sẽ mở rộng Ethereum và giúp Ethereum nhanh hơn thế nữa trong tương lai. Tương tác cross-chain. Layer 2 không chỉ dành cho Ethereum mà còn cung cấp dịch vụ cho nhiều chuỗi khối Layer 1 khác. Và chính vì vậy, Layer 2 cũng là mảnh ghép giúp cho Ethereum 2.0 có thể tương tác cross-chain liền mạch với các Layer 1 khác. Và cũng giống như là một chuyến tàu đang di chuyển, thì cũng có thể dừng lại tại nhiều ga khác nhau để đón và trả khách. Và cuối cùng là tăng tính phi tập trung và bảo mật. Sharding cũng sẽ hoạt động đồng bộ với các Layer 2 như Rollup bằng cách chia nhỏ gánh nặng xử lý lượng lớn dữ liệu cần thiết. Và điều này làm giảm đáng kể chi phí lưu trữ dữ liệu trên Layer 1 bằng cách giảm yêu cầu phần cứng. Cuối cùng, sẽ cho phép bạn chạy Ethereum trên máy tính xách tay hoặc điện thoại cá nhân. Quá là thuận tiện phải không nào? Vì vậy là nhiều người có thể tham gia hoặc là điều hành trong việc phân mảnh Ethereum. Và điều đó càng sẽ giúp tăng tính bảo mật vì mạng ngày càng phi tập trung thì diện tích bề mặt tấn công càng nhỏ. Có thể thấy rằng, với việc sử dụng sharding, chúng ta đã làm rõ được vai trò thực sự của Layer 2 trong mối tương quan với Ethereum 2.0 khi đem lại khả năng mở rộng vô tận khi vẫn giữ được tính bảo mật, phi tập trung. Và khi Ethereum 2.0 hoàn thành, nhờ vào Layer 2 mà chúng ta có thể sử dụng các ứng dụng với chi phí cực kỳ thấp, cực kỳ nhanh cũng như cực kỳ an toàn. Có lẽ, với lượng người dùng nhiều nhất, dòng tiền lớn nhất và số DApp lớn nhất, Ethereum 2.0 và các giải pháp Layer 2 được kỳ vọng sẽ đưa hàng tỷ người dùng vào Web 3.0 cùng với Ethereum. Và đó là những thông tin mà chúng mình muốn gửi đến cho các bạn trong video ngày hôm nay. Cảm ơn các bạn đã xem hết video. Nếu thấy nó hay và bổ ích, hãy tiếp thêm động lực cho chúng mình bằng cách để lại một like và một đăng ký kênh. Còn bây giờ, xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở những video tiếp theo